tâm sự đây cho mọi người nghe với. Dạ, kính thưa quý vị, dạ, một lời đầu tiên Như Quỳnh Lậu xin gửi đến một lời chào dạ tới cô Như Quỳnh. Con chào cô Như Quỳnh, con là Xuân Tâm, con đến từ đoàn Toto Sài Gòn Tân Thời. Và ngày hôm nay thì con đến đây với một cái sự lời mời là đến với lại để giao lưu với cô. Thì con không biết là cô có đặt cho con một cái thử thách nhỏ được không? Thử thách gì hả con? Dạ, cô hô giùm con câu lô tô nghe chơi được không? Được không nè? Không được. Không được hả? Cô sợ lắm. Sao cô sợ nè? Được, tại vì cô chưa trải nghiệm, con làm cho cô bị bất ngờ quá. Con thấy con trên những chương trình lớn rồi. Bây giờ hôm ấy mình đố ngược lại bạn luôn đi. Bây giờ một bài hát của cô Như Quỳnh mà mình hô lô tô làm sao ra cái số 30, số 12 được không? Giờ thử thách ngược lại Xuân Tâm nè. Dân chuyên nghiệp phải làm được nha. 30, 12 là ngay cái ngày live show của mình. 30 là 30, 12 là 12. Rồi suy nghĩ đi. Mà nếu mà trúng được bài hát của cô Như Quỳnh đó là mình vỗ tay. Ok không? Chết rồi, sao mà khó, tự nhiên tôi đi, hôm nay tôi đến đây là tôi định giao lưu với cô Như Quỳnh, cái tự nhiên tôi phải giao lưu lại luôn. Dạ, 30-12 đúng không ạ? Okay. Dạ rồi, bây giờ số 30 trước nha. Ok. Ok. Rồi mọi người cho em một cái vỗ tay đi, vỗ tay thêm nhiều nha. Con số gì đây, cờ ra mà con mấy gì đây, đường vào tim em ôi băng giá. Trên mùa đông, dạ cao quá ạ. Trên mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thì thầm. Vì đâu mưa em không đến, đường vào tim em mây giăng kín. Bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình. Hỡi ơi trái tim mùa đông, 30 con không. Sợ đá nha. Dạ rồi, 12 đúng ạ, 12 là... Số gì đây, cờ ra mà con mấy gì đây. Phần là con gái, chưa một lần yêu ai. Con 12. Dạ, con cảm ơn con rất là nhiều ạ. Trời ơi, cô khóc trước mặt con luôn đó. Cảm ơn Xuân Tâm rất nhiều, hy vọng được gặp lại con và được chung sân khấu với con. Dạ, yeah, con cảm ơn cô rất là nhiều. Ngày hôm nay cô rất là đẹp và con cảm thấy rất là ngưỡng mộ cô khi đứng cạnh cô nha. Con chúc cô thật là nhiều sức khỏe và cái live show ngày hôm 30 tháng 12 sẽ thực sự là một cái live show thành công của cô. Cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Cảm ơn con. Dạ, lời cuối cùng, Như Quỳnh Lậu xin cảm tạ và tri ân. Cảm ơn con, trong cái kéo dài làm cô, con nhớ lại bài xin trả lại thời gian. Yeah. Đúng không? Đúng không? Cảm ơn con rất nhiều. Bác chị được thon gọn như con thì đẹp lắm đấy. Rồi, cảm ơn con nha. Hy vọng được gặp lại Xuân Tâm và tất cả người thân, tất cả các bạn trong nhà.